Chào mừng các bậc phụ huynh, các mẹ, các chị quan tâm đến sức khỏe của trẻ sơ sinh. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ khám phá về một hiện tượng quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ nhỏ, đó là hiện tượng giãn ruột sinh lý. Điều này là một phần quan trọng của hệ tiêu hóa của trẻ và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển sức khỏe toàn diện. Hãy cùng tìm hiểu về quy trình này, cùng với những thông tin hữu ích để các mẹ có thể hỗ trợ con yêu của mình qua giai đoạn này. Giai đoạn sơ sinh là giai đoạn khá nhạy cảm ở trẻ, các triệu chứng bất thường trong giai đoạn này của trẻ thường khiến nhiều bà mẹ lo lắng và đưa trẻ đến gặp bác sĩ. Trong đó, giãn ruột sinh lý là tình trạng rất thường gặp ở giai đoạn này. Giãn ruột sinh lý thường dễ bị nhầm lẫn với táo bón vì nhiều ngày trẻ không đi ngoài. Vậy giãn ruột sinh lý là gì? Biểu hiện ra sao? Có cách nào để điều trị hay không? Hôm nay tạp chí online sẽ chia sẻ chi tiết về hiện tượng này, các mẹ hãy xem kỹ nhé. Tìm hiểu về giãn ruột sinh lý. Giãn ruột sinh lý ở trẻ sơ sinh là hiện tượng ruột của trẻ phát triển và thể tích tăng lên nhiều hơn so với bình thường. Đây cũng là một tình trạng rất hay gặp ở trẻ sơ sinh và không quá nghiêm trọng. Tình trạng giãn ruột sinh lý thường sẽ bắt gặp ở trẻ được 2 tháng tuổi. Tuy nhiên, tùy theo tốc độ phát triển của từng trẻ, mà thời điểm xuất hiện giãn ruột sinh lý cũng khác nhau. Vậy giãn ruột ở trẻ sơ sinh sẽ kéo dài trong bao lâu thì hết? Thông thường, hiện tượng giãn ruột sinh lý ở trẻ sơ sinh sẽ kéo dài trong khoảng 2-3 tháng. Biểu hiện của giãn ruột sinh lý. Làm sao để mẹ nhận biết được trẻ của mình đang bị giãn ruột sinh lý? Dưới đây là một số dấu hiệu mà mẹ có thể thấy được khi chăm sóc trẻ. Trẻ nhiều ngày chưa đi ngoài. Đối với trẻ bị giãn ruột sinh lý, đường ruột của trẻ sẽ có kích thước lớn hơn so với bình thường, nên sức chứa phân cũng nhiều hơn. Vậy nên, bé sẽ thời gian không đi ngoài của trẻ sẽ kéo dài hơn. Đối với trẻ bú mẹ hoàn toàn có thể 7-10 ngày trẻ không đi ngoài. Còn đối với trẻ uống sữa công thức có thể 3-5 ngày trẻ mới đi ngoài. Trẻ thường gồng mình, dặn nhiều. Sơ sinh là giai đoạn trẻ đang dần thích nghi với cuộc sống bên ngoài bụng mẹ. Việc dặn và gồng mình cũng là biểu hiện trẻ tập thích nghi với cuộc sống, tự tập vận động để đẩy chất thải ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, bé cũng có thể đỏ mặt, xì hơi khi đi ngoài. Đây là dấu hiệu bình thường không đáng lo ngại ở trẻ sơ sinh. Phân mềm. Trẻ sơ sinh bú sữa mẹ là chính, trong khi thành phần chính của sữa mẹ là nước nên phân của bé sẽ mềm. Chính vì thế, khi có hiện tượng giãn ruột ở trẻ sơ sinh, trẻ thường đi ngoài phân mềm và sệt. Khác với trẻ táo bón phân thường cứng, xanh, đen thì phân trong giãn ruột sinh lý ở trẻ bú sữa công thức thường có màu vàng nâu hoặc vàng nhạt, và ở trẻ bú mẹ hoàn toàn sẽ có màu vàng tươi. Bé ăn và ngủ tốt. Khi thể tích ruột tăng, dạ dày của bé có thể cũng sẽ mau rỗng hơn, nên bé có thể bú lâu hơn và nhiều hơn. Khi bé bú no, máu ở các cơ quan tập trung về dạ dày nhiều hơn để dạ dày có bóp, tiêu hóa diễn ra được thuận lợi hơn và bé hấp thu tối ưu các chất dinh dưỡng. Từ đó, lượng máu ở não và các cơ quan khác sẽ giảm đi và giúp trẻ ngủ ngon hơn. Bé vui chơi bình thường. Khác với táo bón, mặc dù con bạn không đi ngoài nhiều ngày, nhưng trẻ vẫn vui chơi bình thường do phân tích tụ trong ruột chưa nhiều, nên chưa kích thích ruột đào thải. Khi lượng phân tích tụ đủ nhiều, nhu động ruột nhận tín hiệu và đẩy chất thải ra ngoài. Còn đối với trường hợp táo bón, bé thường sẽ hay quấy khóc, khó chịu. Phân biệt trẻ bị giãn ruột sinh lý và táo bón. Khi trẻ nhiều ngày không đi ngoài, các bà mẹ sẽ nghĩ trẻ bị táo bón hơn là nghĩ trẻ đang gặp tình trạng giãn ruột sinh lý. Có cách nào phân biệt giãn ruột sinh lý và táo bón hay không? Giãn ruột sinh lý ở trẻ sơ sinh, giãn ruột sinh lý xảy ra ở trẻ từ 2-3 tháng tuổi. Trẻ có thể 7-10 ngày hoặc thậm chí là 13-15 ngày chưa đi ngoài, tuy nhiên trẻ vẫn bú mẹ và vui chơi bình thường. Tính chất phân trong giãn ruột sinh lý thường mềm và đều màu. Ngoài ra trẻ không có bất kỳ các biểu hiện bất thường nào khác. Trẻ bị táo bón, bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể bị táo bón, đặc biệt là những trẻ dùng sữa công thức hoàn toàn. Khác với giãn ruột sinh lý, táo bón là tình trạng trẻ đi ngoài phân cứng và đóng khuôn, phân có màu nâu đen. Khi bị táo bón, trẻ có thể chướng bụng, bỏ bú, khó chịu, quấy khóc, đặc biệt là khi đi ngoài vì đau rát ở hậu môn. Trẻ bị giãn ruột sinh lý cần điều trị như thế nào? Giãn ruột sinh lý có cần điều trị hay không? Vì đây là hiện tượng sinh lý có thể tự khỏi, nên các bà mẹ không cần phải quá lo lắng. Mẹ có thể áp dụng một số cách sau để giúp trẻ đi ngoài dễ dàng hơn. Bổ sung lợi khuẩn cho trẻ bằng các men tiêu hóa, giúp hỗ trợ điều hòa tính thấm ở ruột già, giúp phân mềm và dễ đẩy ra ngoài hơn, đồng thời giúp điều hòa nhu động ruột, tạo sóng co bóp để đẩy phân ra khỏi đường ruột. Massage bụng cho con. Massage bụng giúp kích thích nhu động ruột của bé, giúp trẻ dễ đi ngoài hơn. Mẹ có thể massage theo vòng tròn theo chiều kim đồng hồ trong khoảng 10-15 giây hoặc massage theo chiều dọc bằng cách dùng hai tay massage từ ngực dọc xuống bụng 10 lần. Hay cũng có thể massage hai chiều ngược nhau, một tay vuốt theo hướng lên trên và một tay vuốt xuống dưới khoảng 20 lần.
tắm nước ấm cho trẻ, giúp trẻ dễ ngủ, tăng tuần hoàn máu và thư giãn. Mẹ có thể nhỏ vài giọt tinh dầu tràm vào nước tắm để làm ấm cơ thể trẻ, để giảm đầy bụng khó tiêu. Nên để nước tắm khoảng 35 độ C và giữ phòng tắm ấm và chắn gió. Tập thể dục nhẹ nhàng cho trẻ nằm ngửa, gấp đầu gối lên xuống về hướng bụng từng chân một, như động tác đạp xe hoặc xoay tròn chân từ bụng sang hai bên rồi xuống dưới. Mỗi lần tập khoảng 5-10 phút sẽ giúp kích thích nhu động ruột của trẻ. Bổ sung chất xơ, ở trẻ bú mẹ hoàn toàn thì bà mẹ nên ăn nhiều chất xơ như rau lang, rau mồng tơi, rau chân vịt, từ đó giúp tăng chất lượng sữa mẹ. Vệ sinh môi trường xung quanh trẻ, vi khuẩn, nấm mốc từ nhà cửa, đồ chơi, đồ dùng có thể gây rối loạn tiêu hóa, táo bón, đau bụng, tiêu chảy cho trẻ. Chính vì vậy, vệ sinh môi trường là cách tốt nhất để bảo vệ trẻ khỏi các tác nhân gây bệnh. Chườm ấm cho trẻ, khi được chườm ấm vùng bụng, với sức nóng và sức nặng của khăn giúp đẩy hết hơi trong bụng ra ngoài, và trẻ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Hy vọng rằng thông tin chúng tôi chia sẻ đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quá trình phát triển này và làm thế nào để hỗ trợ con yêu của mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn chia sẻ kinh nghiệm cùng tạp chí online, hãy để lại trong phần bình luận dưới đây. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật thông tin và video mới nhất từ chúng tôi. Chúc bạn và bé yêu một ngày tuyệt vời và tràn đầy sức khỏe.